Hello, chào anh em. Hôm nay mình đi xuống dưới Bến Có, Trà Vinh. Thì quay rồi. Ở đây là đặc sản bánh canh Bến Có này, bánh tét, bánh trà trà cuốn này. Đặc sản dừa sáp Cầu Kè, phường Xuân Thạnh. Mấy con hai bịch đi. Cái nào ngon ngon á, để về làm quà nữa. Đây mua hai hai bịch bánh cốm cốm đặc sản Cầu Tre, Cầu Kè, Trà Vinh. Vừa sáp cái Cầu Kè có vừa sáp không? Dạ không. Có vừa sáp chưa? Chưa. Quay của YouTube phải không? Dạ. Này nếu ai con nhiều nhiều là hay lắm nha. Dạ. Cái này cũng cũng lạ lắm. Nhưng mà phải mua về mình trộn mình ăn á, mà phải nạo dừa. Dừa rám á. Dừa nạo sợi sợi hả? Ừ, nạo giống như tao bán xôi. Có ăn xôi không? Dạ có rồi. Dừa tao bán xôi á. Cái mình trộn đều với đường cắt nhuyễn. Có cần nước cốt dừa không? Không. Không cần. Cần cái nước dừa tươi đó. Dạ. Chút thôi là mình rưới là nó xương nhiều, nó xương thôi là hồi là nó mềm, tại vì nó nhiều hồi nó sẽ ướt nhão ướt. Cũng dẹp này. Ôi giống gì chàng ở kia đúng không? Hai chị em. Đúng không? Mãi mua bánh bánh ít nè. Thấy giống nít hả? Đúng không? Thấy giống giống thì quả nãy thấy cô mà nãy không kêu không chị em. Biết làm không mà mua? Trời không biết thì về mình học rồi biết thôi gì đâu. Rồi chào anh chị, thì hôm nay mình ghé ở Bến Có đây, mình mua cái cốm dẹp về mình trộn với dừa theo như lời của dì Bảy đây chỉ á, thì mình sẽ lấy về mình mua cái dừa mà dừa rám á, rám tức là dừa gần khô đó nha mọi người, dừa gần khô chứ không phải là dừa khô. Mình sẽ trộn chung với lại cốm này và thêm một ít nước dừa cũng như đường và xí muối để cho nó vị đậm đà hơn ha. Anh chị em nào có ghé ở Bến Có thì hãy ghé ủng hộ cho dì Bảy nha. Dì Bảy này buôn bán rất là nhiệt tình, hướng dẫn khách một cách rất là tận tình để làm những cái được cái món cốm trộn dừa rất là ngon. Lần nữa xin cảm ơn dì Bảy ha. Rồi bây giờ mua hai bịch, mua hai bịch rồi về trộn cho mọi người xem. Rồi mình mua bịch này nữa nè. Rồi chào mọi người, thì hôm bữa mình mua của dì Bảy ở dưới Trà Vinh được bịch cốm này, thì hôm nay mình về mình mới mua hai trái dừa đây, hai trái dừa già rồi ha, già là chưa có khô nha, mua dừa già chứ đừng mua dừa khô nó mất ngon hả, thì mua cái dừa già như thế này. Bây giờ mình sẽ lột hai dừa này ra để mình nạo ha, để mình nạo hai cái trái dừa này nha. Rồi đây anh em, mình vừa khui được mấy trái dừa này nè, và mình chế một cái cây này để mình nạo ha, mình chế cái cây này mình nạo ha. Bây giờ mình bắt đầu mình đi nạo của nó nha. Rồi anh em, cái này là mình nạo này, cái dừa này nó còn nó chưa có già lắm ha, nạo nó mềm mềm, với lại mình nạo bằng cái này nó hơi to, nó dừa nó mềm quá nên nó nạo một lớp thì cả to. Thì cái này mình sẽ mua thêm một cái bịch dừa nạo ở ngoài ha. Đây mình mua thêm bịch dừa nạo ở ngoài, mình sẽ trộn vô trong này để cho nó to có nhỏ có nha anh em. Cái dừa này nó sẽ mềm, nó dẻo, ăn rất là ngon này. Bây giờ mình sẽ trộn cái một ít cái dừa này vô ha. Rồi đây anh em, mình đã chuẩn bị xong cái phần dừa nạo này rồi, và cốm đây ha, cái cốm là bữa mua ở dì Bảy đây, mua cốm này, và mình chuẩn bị đường nè,
hũ hũ đường nè, hũ muối nè, thêm thêm một ít muối cho nó đậm đà nha mọi người. Chủ yếu là cái ngọt của đường á, nhưng mà mình thêm một tí muối cho nó đậm đà. Và đây là cái nước dừa ha. Nước dừa mình chuẩn bị này cỡ 50ml thôi, nhưng mà theo mình nghĩ thì mình rắc vô ít thôi chứ không có rắc vô nhiều nha. Hôm nay mình chuẩn bị lát mình chế ít thôi. Vì cái dừa này nè nó còn còn ướt. Mình trộn cái dừa mình nạo được với cái dừa nạo ở già ở ngoài á, do mình tìm ở đây Sài Gòn á, mình tìm cái dừa mà nó gần già nó không có. Nó chỉ có cái dừa hơi già thôi, hơi già rồi cái mình mua thêm một ít cái dừa nạo người ta nạo ở ngoài là dừa khô á. Đó, mấy dừa khô á mình trộn vô đây. Đó, thấy nó ngon chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho cái cốm này mình vô bên trong, cho vào cái nồi dừa nạo nha. Mình cho từ từ để cho vừa ăn nha mọi người. Đây cái cốm này. Đó, bữa mình mua hai bịch, mình tặng cho ông anh kia một bịch rồi, còn một bịch mình để đây. Đó, mình cho vừa vô. Cho nửa bịch đi, chứ một bịch nó nhiều lắm. Này bịch cơm mình để đó, nửa bịch ha. Thì cái này mình trộn lên cho nó đều. Nếu mà mình trộn xong với dừa này á mà mình thấy nó còn khô á thì mình hãy rắc vài miếng nước dừa vô nha, cái ly nước dừa mình chuẩn bị đó. Nếu mà không có nước dừa thì mình dùng cái nước sôi nguội cũng được, hoặc nước suối gì đó cũng được thôi. Nhưng mà có nước dừa cho nó ngon, nó đúng vị hơn, đúng bài hơn nha. Đó, mình cho nó từ từ, nếu thấy cốm nó ít quá thì mình cho thêm. Cái cốm này nó khô nè. Cốm này nó khô thì khả năng lát mình trộn cho nó đều xong đó, rồi mình hãy rưới nước dừa nha anh em. Mình cho đường nó vô nữa, cho đường này vô. Đó, cái này này cốt dừa nạo không thôi. Bây giờ nó nhiều quá, bây giờ mình cho thêm cốm vô để cho nó cốm trộn với dừa chứ không phải là dừa trộn cốm nha. Mình cho thêm nữa. Cái cốm này hôm bữa mua ở tiền ở Trà Vinh gì bãi kêu dư bán là cốm mới đó. Do mình nói về mình quay clip cho anh em xem đó, nên dì bãi bán cái cốm mới để cho nó ngon, quay cho nó hấp dẫn. Nếu anh em nào ghé Trà Vinh ở ngay chỗ Bến Có thì ghé ủng hộ dì bãi nha. Ghé ủng hộ cho dì bãi ngay chỗ cái xe giữa ở phía trước quán bánh canh Bến Có đó, ngay chỗ cầu Bến Có đó. Dì bãi chỉ rất là tận tình ha. Anh em nếu có thì ghé đó mua ăn ha. Đặc sản bánh canh Bến Có là số 1 của Trà Vinh á. Đây cái này nó vẫn còn nhiều dừa nha anh em ha. Cái này nó vẫn còn nhiều dừa đó. Mình cho thêm cái cốm vô, cho thêm cốm vô rồi lát bỏ đường mình trộn cho nó đều đó. Cho nó đều xong rồi ăn, mình nhắm cho nó vừa ăn rồi hãy rưới nước dừa cho nó mềm cốm nha. Đừng có rưới quá, cốm nó sẽ bị nhão nha anh em. Mình rưới cho nó vừa nước. Như chắc đủ rồi đó. Mình phải trộn cho nó đều rồi hãy rưới, chứ không rưới là nó dính một cục á, nó không có tơi với lại cốt cái dừa nạo này. Mình nghĩ bây giờ chắc là được rồi đó. Mình trộn lên cho nó đều cái đã, rồi cho tí đường, tí xíu muối ha. Cho đường vừa ăn và cho một xíu muối thôi để cho nó mặn cho nó đậm đà cái cốm. Mình trộn này thấy cốm này vừa có vẻ được rồi đó anh em ơi. Này được rồi đó. Cốm nhiều hơn dừa là được rồi đó. Cái dừa này, cái dừa mình non á, mình nạo á thì cái miếng dừa nó lớn ăn cũng ngon lắm, hấp dẫn lắm. Nó trộn với lại cái dừa nạo khô nạo á, chứ nếu mà dừa này mà dừa
vừa gần khô á, nó còn xanh á là ngon đó. Do mình tìm ở đây mình tìm mua cái dừa đó không có đó, nên mình mua cái dừa nó chưa được già lắm, mình nạo nó từng mảng mảng đó, nhưng mà lại thấy nó hay đó. Rồi mình trộn thêm cái dừa ở ngoài người ta nạo dùm đó. Nạo thì cái sợi nó nhỏ, mình nạo thì cái sợi nó bự, vì dừa nó non quá, nó không phải non quá mà nó chưa được già đó. Rồi cái này mình thấy nó cũng mềm rồi đó, nó cái dừa nó còn ướt nè, nên cái cốm nó mềm rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho thêm đường để mình trộn cho nó đều nha mọi người ha. Mình sẽ cho đường vô mình trộn, bởi vì cái cốm này là làm từ nếp nè, từ hạt nếp mà người ta giã ra ha. Bây giờ mình sẽ rắc miếng đường và cho một xíu muối nha. Mình cho trước cỡ một muỗng đường đi, mình rắc lên cho nó đều ha. Một muỗng đường và một xíu muối thôi ha. Một xíu muối nha ha. Xíu muối đó, là mình trộn đều lên xíu, rồi mình cho thêm một tí đường vô nữa. Mình cho cỡ 2 muỗng đường đi, nhưng mà trước tiên mình cho 1 muỗng trước rồi để mình trộn lên cho nó đều quá đã. Nó có mấy cái phần đen đen á, mình lấy ra mình bỏ ha, do những cái hạt cốm hay là dừa nó dính nó rớt xuống á. Đó, ngay cả là cái lúa này, đó, cái vỏ lúa này, vỏ nếp lúa nếp nè, cái dừa này nó ẩm ướt nên nó làm cốm nó mềm luôn rồi anh em ơi. Đó, này mình chỉ cho một xíu nước dừa thôi để mình thử cái cốm này thử như thế nào nha, nó còn có cứng không? Cốm nó cũng còn hơi cứng, lát nữa mình sẽ cho miếng nước dừa vô. Mình trộn cốm này anh em đừng có nên rửa cốm nha, cốm người ta làm sạch rồi đó, cốm người ta làm sạch rồi, mình người ta đảm bảo điều đó rồi. Mình mua về mình trộn, chứ nếu mà mình nhúng nước đó là nó sẽ cốm nó gặp nước nó nở ra, cái nếp nó nở ra giống như là xôi á, nó không có tơi, không có tơi như thế này ha, không có tơi ra ăn không có ngon, mà nó đóng cục, nó đóng cục như là cục xôi đó. Rồi mình thử miếng thử coi nó có vừa ăn chưa, mình thêm đường cho nó vừa nha. Mình xin phép thử miếng này nha. Nó chưa được ngọt mọi người. Nó chưa có được ngọt lắm. Cái dừa nó béo, nó rất là thơm luôn á. Này mình cho cỡ thêm một muỗng rưỡi cà phê đường đi nha. Hồi nãy một muỗng rồi, bây giờ thêm cỡ muỗng rưỡi nữa thôi. Rồi, thêm một xí muối ra nha anh em. Đó, xíu muối để cho nó có độ đậm đà của cái vị ngọt. Cái ngọt còn nó thêm miếng muối nữa, nó mới đậm đà. À, cái này lát nữa mình sẽ cho nước dừa vô ha. Đây anh em thấy chưa, cái cốm nó rất là ngon luôn nè anh em. Nó tơi, nó tơi, nó xốp, nó không có bị đóng cục nha. Nhiều mình coi trên mạng mình thấy nhiều người rửa cốm, khi trong quá trình mà rửa xong cốm á, cốm nó sẽ bị ẩm ướt và nó đóng cục, nhìn y như cục xôi đó, giống như là ăn xôi dừa chứ không phải là ăn cốm trộn dừa ha. Thì cái này là có món cốm trộn dừa nè, cũng lần đầu tiên mình làm cái món này ha. Hôm bữa mình có dịp đi Trà Vinh thì có được giới thiệu của dì Bãi đó, mình mua, mình cũng nghe tên cái loại cốm này nó lâu rồi nhưng mà chưa có dịp ăn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món này, mình giới thiệu với lại anh em ha. Nếu anh em có ghé Trà Vinh thì nhớ mua cái cốm này về làm ăn nha, rất là ngon, rất là tuyệt luôn đó anh em. Đó, anh em thấy hấp dẫn chưa?
Nhớ đừng có rửa nước nha, rửa nước là nó không có được tơi như vậy đâu. Đó, bây giờ mình sẽ rưới cái nước dừa vô, rưới ít thôi, ướt cho cốm nó có độ ẩm thôi ha. Đây mình sẽ chiết cỡ một muỗng nước dừa này thôi. Nước này là nước dừa của hai cái trái dừa nãy mình mua về mình nạo đó. Dừa đó nó cũng chưa có già lắm, nước nó cũng ngọt ha. Nó so với lại dừa uống thì nó là dừa nó hơi già đó, nhưng mà so với dừa mình cần thì nó chưa được già lắm, nên cái độ đó là nước nó ngọt rất là ngon. Mình rắc ít ít thôi rồi mình trộn tiếp ha. Mình rắc nó là mình trộn để cho cái cốm nó vừa nó ẩm thôi nha mọi người. Mình trộn cho cái cốm nó ẩm chứ đừng cho cái cốm nó ướt nó nhão nó không có ngon, nó mất ngon đi. Mình trộn lên cho nó đều ha. Cái nào mà nó còn cứng quá thì mình rưới thêm miếng nước dừa nữa. Nó có loại cốm xanh nữa thì cốm nó mình không biết là nó bỏ màu tẩm màu xanh hay là cái nếp màu xanh mình không hiểu, nhưng mà mình thấy cái cốm này là đúng như là thực tế thì cốm lúa nếp ở trên đồng người ta làm, người ta giả ra là người ta bỏ vỏ đi ha. Cái màu này là cái màu hột lúa hột gạo đó. Đó, mình trộn lên thấy nó đều rồi đó. Thôi cái nào mà nó còn hơi khô khô thì mấy cái ở dưới nó chưa thấm nước dừa nó khô khô mình đảo lên mình sẽ cho xíu nước dừa vô nữa. Mình đảo mép dưới này lên này đó, vô đũa mình trộn không lên. Đó, ngon chưa này em? Thêm một tí nước dừa nữa cho nó ngon. Nói chung như vậy là nó cũng mềm đó, đủ độ mềm đó, nhưng mà có nhiều cái cốm ở dưới đáy nồi á nó chưa ngấm được nước dừa đó, nên có vài miếng nó dai dai cũng ngon, nó dai dai cũng ngon. Đừng để nó nhão quá nó mất ngon đi. Nó mình bỏ đường này không ngọt lắm ha, 2 muỗng rưỡi đường nửa nồi cốm này. Cái bịch cốm này cỡ chắc hơn 500 gram á, hơn á, mình cũng không cân do vì bãi dưới bán là theo bịch chứ không có bán theo ký, nên mình cũng không cần, mình chỉ bán theo bịch thôi. Đó, hôm bữa là dì bãi hốt cái cốm mới. Anh em có ghé ngang thì ủng hộ dì bãi nha. Đó, cái này sắp thành quả rồi nè anh em. Đó, thành quả rồi đó, bây giờ có thể là sơi được rồi đó. Đó, mình trộn lên cho nó đều, cho nó tơi ra. Anh em mình nhắc lại nha, mọi người nhớ tuyệt đối là đừng có rửa nước cốm qua nước nha, dù bất cứ nước lạnh hay nước sôi gì cũng đừng có rửa nha. Cốm người ta làm là sạch sẽ đạt chất lượng đó, chứ còn nếu mà dơ thì nếu mà anh em thấy dơ thì đừng có nên mua, vì bởi vì cái cốm này mình rửa nước là nó sẽ hư bột hư đường hết. Nếu mà cảm thấy không an toàn thì mọi người đừng có nên ăn ha. Cái gì ăn phải có niềm tin thì nó ăn nó mới ngon, chứ còn ăn mà không có niềm tin thì nó dở lắm, ăn nó không có ngon trong miệng đâu ha. Rồi cái này được rồi đó mọi người ơi. Mọi người thấy thế nào, ngon chưa? Nó đủ cái độ ướt, nó đủ độ ướt để làm cho cốm nó mềm, nó mềm nhưng mà nó không có rã nha mọi người, nó không có rã, không có đóng cục ha. Còn nếu mình để cho nó khô quá thì nó không ngon, còn nó ướt quá thì nó đóng cục, có lẽ nó rã, ăn không có cảm giác mà nó ngon miệng. Để mình ăn lại một miếng này mình mô tả cho anh em xem nè.
Cái đồ cốm á, nó dẻo dẻo, nó quặn vô trong cái miệng. Nó thấm vô cái miệng với lại cái dừa, dừa nạo với lại cái nước cốt dừa. Cộng thêm cái miếng xíu ngọt của đường. Ngọt của đường mình không cảm giác được. Bởi vì ngọt của đường nó giống như trong này nó dừa, nước dừa nhiều quá, dừa nạo nhiều, nó có độ ngọt của nước dừa, mình không cảm nhận được cái độ ngọt của đường đó. Mà nói chung mình đừng có nên bỏ đường quá mà cảm nhận độ ngọt của đường thì nó không còn ngon nữa đó. Mình nhai nãy giờ nhưng mà cái độ dẻo, độ quặn của cốm đó, nó vẫn còn ở trong cái hàm răng, nó dẻo dẻo, nó rất là ngon. Cộng lại cái mùi dừa nó thơm, mùi dừa nó rất là thơm. Đó, mùi dừa nó rất là thơm. Cái dừa non này, dừa non mình nạo này, nó miếng lớn lớn này. Đó, cộng với lại cái dừa sợi, nhìn ăn nó rất là ngon. Cái dừa miếng nó dẻo rồi. Nó dẻo, nó quặn lại cái cốm. Chứ nó không có sẵn như nếu mà mình bỏ dừa già không á, dừa già tức là dừa mình mua ở ngoài tiệm á, cái dừa nạo người ta bán nạo bằng dừa khô á thì nó không có ngon. Nó có cái dừa non mình nạo tay hồi nãy đó, mấy cái miếng lớn lớn là mấy miếng nạo tay của dừa nè, miếng đây đó, thì cái độ dẻo dẻo nó quặn vô nó rất là ngon luôn đó anh em, đó ngon tuyệt luôn đó. Đó. Rồi, cái này đã hoàn thành rồi đó mọi người. Bây giờ mình có thể ăn cái này được rồi. Rồi, chào anh em. Thì hôm nay mình đã trộn xong cái cốm cốm trộn dừa ha. Cái cốm trộn dừa hôm bữa mình mua ở dưới Tài Vinh đây. Đây, mình đã thành công cái món cốm trộn dừa đây. Anh em có thích món này không? Đây, mình nãy giờ chắc anh em nếu mà theo dõi thì thấy chắc cũng nhiều rồi đó ha. Đây, mình sẽ ăn thử cho anh em xem nha. Này, cái cốm nó rất là tơi ha, nó tơi, nó không có bị đóng cục nha anh em. Nó rất là dẻo, dẻo nó quặn trong cái miệng á, cái độ dẻo của cốm cộng với cái dừa nạo nó thơm, cái mùi dừa mà mùi cốm, mình cho thêm một tí nước đường với lại muối vô để cho nó đậm đà hơn, rất là ngon luôn đó anh em. Anh em nào có điều kiện xuống dưới Tiền Giang nhớ ghé Bến Có để mua cái cốm này ha, về làm đảm bảo ngon, không ngon không phải tiền luôn á, rất là ngon luôn á. Nó tơi chứ không phải nó đóng cục như xôi nha. Nó tơi nè đó. Mình cho cái miếng nước dừa này vô, cho miếng nước dừa vô đủ độ mềm của cốm thôi. À, mình cho đủ đồ mềm một cốm thôi, đừng có cho nhiều quá nó nhão mất ngon ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip này. Nếu mọi người thấy cái cốm này ngon, xin hãy like cho mình một cái và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là không quên đăng bấm chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình ha. Bye bye mọi người, và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, và xin hẹn gặp lại mọi người ở các clip tiếp theo. Bye bye.